Sức khỏe 60 giây. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vui họp máy đo huyết áp dòng cao cấp nhất của Âm Rong ha. Mẫu này là HEM7361T. Vậy dòng cao cấp của Âm Rong nó sẽ có chức năng gì? Ngoài những chức năng thông thường là đo huyết áp nè, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, điểm nhịp tim, thì những chức năng thông dụng đó là kiểm tra cử động khi đo, tim đập loạn nhịp. Thì mình sẽ có bộ nhớ là 100 lần nhớ, bộ nhớ cho hai người. Và chức năng đặc biệt cao cấp nhất của cái dòng cao cấp này mà những cái mẫu khác không có, đó là cảnh báo sớm đột quỵ ha, rung tâm nhĩ. Rồi mình sẽ có một cái khuôn cứng, vòng khuôn cứng để đo tính sai số 360 độ cho người lớn tuổi. Rồi mình sẽ cùng phối hợp nha. Đây cô chú thấy giá niêm yết của hãng á là 2.950.000 nha. Nếu mà mình mua đúng hàng chính hãng thì máy sẽ xài rất là bền, mình được bảo hành và được kiểm định chất lượng uy tín nha. Còn nếu mà như mình mua hàng không rõ nguồn gốc á, thì sau này không có được kiểm định chất lượng và bảo hành thì rất là tiếc. Rồi thì nếu mà như hồi trước á, mình mua thì mình sẽ có một cái phiếu bảo hành giấy, nhưng mà sau này cô chú mình mua những cái hàng thì mình sẽ được bảo hành điện tử giống như điện thoại vậy đó. Mình chỉ cần mang máy đến thì người ta kiểm tra cái mã vạch ở phía sau, người ta sẽ bảo hành cho mình. Và nếu mà như mình đăng ký bảo hành đó, mình có thể dùng Zalo, mình quét cái mã vạch ra trên đây. Rồi mình khui máy nha. Thì bên trong máy mình sẽ có một cái túi đen như thế này, rất là đẹp ha. Và bên trong mình sẽ có hướng dẫn tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là toàn bộ máy chứa những cái này ha. Rồi trong đây máy mình sẽ mở ra, mình xem cái túi có gì nè. Một cái thân máy nè, khá là to ha. Đó. Nếu mà như ông bà mình lớn tuổi hoặc là gia đình lớn, mình nên xài dòng này, hoặc là bác sĩ sử dụng đo cho nhiều bệnh nhân, mình có thể chọn dòng này. Rồi tiếp theo đó là một cái dùng quấn cứng nè, mình thấy không? Dùng quấn 360 độ để tránh sai số ha. Bên trong mình sẽ có 4 nguyên pin tốt nha. Nếu mà như sau này hết pin thì cô chú mình nên mua pin tốt, pin khô, thì mình bỏ trong máy là khoảng 1 năm nó không bị chảy pin hư máy. Còn nếu mà như mình kiếm không được pin tốt á, mình mua pin thường thì nhớ kiểm tra thường xuyên, hàng tháng mình kiểm tra. Còn nếu mà như nó quá cũ hoặc là mình ít xài thì nên bỏ ra nha. Còn những cái pin tốt như thế này á, mình có thể để luôn trong máy cả năm không bị chảy pin hư máy nha. Còn nếu mà trường hợp bác sĩ á, mình có thể mua thêm cục yếm điện 200.000 cô chú ha. Cục yếm điện 200.000 của hàng chính hãng á, mình cắm vào để mình một ngày đo nhiều bệnh nhân. Cô chú mình không nên mua những cái hàng rẻ tiền vài chục ngàn, tại vì cái đó cắm vào hư máy là hãng sẽ không có bảo hành mình. Những cái cục hàng không rõ nguồn gốc á. Rồi bây giờ mình xem thân máy có gì ha. Ở đây mình sẽ có bộ nhớ là 100 lần nhớ nè. Mình có thể cài đặt ngày giờ. Rồi bộ nhớ cho người số 1 và người số 2. Ví dụ ở nhà ông bà mình có hai người đi, ông là số 1, bà là số 2. Hoặc là nếu mà như nhà có rất là nhiều người thì mình ưu tiên số 1 là dành cho ông mình hoặc là bà mình, còn số 2 là dành cho tất cả mọi người, để mình có thể theo dõi được cái bộ nhớ của cái người đầu tiên. Mình xem bộ nhớ ở đâu, mình xem ở đó, mình lưu ở đâu. Đo và tắt ở nút này và không tắt 30 giây tự tắt ha. Rồi bên trái mình là cái chỗ quấn dòng quấn nè. Mình cắm dòng quấn vào đây. Thì cô chú mình có thể xem thêm cái clip là Hoàng Sơn hướng dẫn cách cài đặt ngày giờ, cách đo thế nào cho chính xác. Rồi mình kết nối điện thoại nữa nghe. Đây ở bên phía trên đây mình sẽ có một cái chỗ để kết nối điện thoại. Lúc này. Rồi bên phải mình thì có cái chỗ là DC6V. Thì nãy Hoàng Sơn nói là cả nhà mình nếu có mua cái cục yếm điện 200.000 thì mình cắm vào bên phải để xài, chứ mình không nên mua những cái cục không rõ nguồn gốc nha. Nhưng mà thật sự một bộ pin này xài rất là tốt rồi, nếu gia đình xài thì không có cần phải mua cục yếm điện đâu. Và màn hình khá là to, cô chú anh chị thấy nè. Đây là cái màn hình hiển thị và mình có thể xem lại bộ nhớ ngày giờ bên đây. Rồi cái thông tin Hoàng Sơn chia sẻ cho cô chú mình xem là một cái máy đo mới khi mình khui hộp thì có những gì đó. Một cái thân máy, một cái dòng quấn, pin và một cái túi đựng ha, được bảo hành chính hãng 5 năm. Và chức năng đặc biệt của nó là cảnh báo sớm đột quỵ.
Rồi, cô chú mình có quan tâm thì mình có thể liên hệ với Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết kỹ hơn, hoặc là mình có thể xem thêm các video về cách lựa chọn thiết bị y tế tại nhà, khắc phục lỗi tại nhà nha, cách cài đặt và sử dụng các dòng máy đo huyết áp này, kết nối phần mềm ông trong nè, bộ nhớ trăm lần nè, cài đặt ngày giờ và cảnh báo đột quỵ là như thế nào. Rồi, cảm ơn cô chú rất là nhiều ha, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.